này thiện hiện đại bồ tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa nên nghĩ thế này ta đối với bố thí ba la mật đa bây giờ nên học chẳng nên chứng ta đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa bây giờ nên học chẳng nên chứng ta đối với pháp không nội bây giờ nên học chẳng nên chứng ta đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh bây giờ nên học chẳng nên chứng ta đối với chân như bây giờ nên học chẳng nên chứng ta đối với pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp, thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bây giờ nên học chẳng nên chứng.